Rồi, ok. Tiếp tục bài số 13. Bài 13 nói gì? Viết chương trình đưa một số ít ít nhập vào đường phím, ít có thể tồn tại trong mảng về đầu mảng. Nghĩa là sao? Giờ ta có một cái mảng sau 1 2 3 4 5. Ít nhập vào là số 5. Thì ta sẽ đưa số 5 về đầu mảng. Thì mảng sẽ thành thành là 5 1 2 3 4. Hiểu chưa? Hình dung vấn đề ha. Rồi thì tiếp tục, ví dụ như mảng ta lúc này có 2 số 5. Thì ta cũng đưa 2 số 5 về đầu mảng. Đó, ý nghĩa bài toán hay bài giải thích. Ok chưa? Vậy thì đơn giản thôi. Cứ diệt mảng từ đầu đến cuối. Nếu như phần tử nào bằng với ít thì chúng ta chỉ cần làm gì? Cái cách mà tù nhất. Xóa phần tử tại vị trí này. Rồi khiêm về vị trí số mấy? Số 0. Bước 1, xóa phần tử tại vị trí vừa gì? Vừa phát hiện. Bước 2, khiêm nó lại vào vị trí gì? Không. Là 6. Đó, cách đó đó, đơn giản. Dễ hiểu mà, bài toán nói là người ta khác cách làm trong đây rồi. Đúng không? Nó còn cách nào hay hơn thì từ cái mà người ta làm xong rồi, bởi vì đề bài yêu cầu không yêu cầu làm hay làm dở gì hết, miễn làm ra là được. Thì đầu tiên chúng ta cứ làm ra đã. Rồi do đó chúng ta từ cái cách làm đó chúng ta suy luận lên những cách làm nào hay hơn hay không. Đúng không? Rồi chúng ta làm cách này thôi, thấy đúng không? Rồi thì anh phân tích vậy thấy có gì sai không? Có trường hợp nào bị sai không? Rồi tiếp tục chúng ta dẹp phần tử gì? Số 5 này phải dịch về đây, sau khi xóa này xong đem về đầu mảng đúng không? Thì ông số 5 này phải dịch về đây không? Có nhớ trường hợp gì nó bị lỗi không? Hai phần tử nằm kế nhau á. Thì sau khi mà xóa xong, khi mà số 0 là phải cho cái gì? Y gì? Trừ trừ về nhớ không? Nhớ chỗ đó không? Đó thì bạn nào học rồi thì nhớ chỗ đó. Rồi vậy thì vô làm thôi, nói sao làm vậy. Rồi để làm nhanh. Khi những thực toán xóa và kim là nó chỉ rồi, không cần nhắc lại nữa, đúng không? Lúc này ta chỉ vô làm thôi. Rồi qua đây copy lại cho nhanh, làm mệt. Copy mà trừ khi chúng ta đã hiểu rồi ta mới copy nha. Người ta chưa hiểu gì ta nên code lại từ đầu đến cuối. Rồi copy qua dùng lại. Lúc này chúng ta có hai thực toán kim và xóa, bỏ vô xài. Nhanh còn lẹ. Rồi, đơn giản. Đây là hàm đưa phần tử ít về đầu mạng. Thì thôi. Đưa ít về đầu mảng. Bắt đầu ta học khi ta cứ viết cái hàm cho dễ hiểu nhất, không cần dài ngắn gì cả. Miễn nó nói lên ý nghĩa của bài toán là được. Rồi in n. Xong, n này phải làm gì? Có cho vào đúng mấy đứa. Có hay không? Thật sự là không. Bởi vì đưa lên đưa xuống thì số lượng phần tử nó vẫn sao? Nó vẫn giữ nguyên mà. Đúng không? Đâu có kêu xóa khiêm gì đâu. Có thể tồn tại thì nếu tồn tại thì là nó đưa về đầu mảng, còn không tồn tại thì thôi. Đúng không? Khi nó đưa, nó xóa hai phần tử số 5 ở cuối, nó đưa hai số 5 về đầu thì số lượng phần tử mảng nó cũng đâu có thay đổi đâu. Đúng không? Nó đưa về đầu, đưa về, nó đưa nó xóa cuối rồi đưa về đầu lại thì số lượng phần tử mảng vẫn giữ nguyên là mấy? Là 6 phần tử thôi. Mảng lúc đầu là 1 2 3 4 5. Rồi 1 3 4 5. 1 2 3 4 5 rồi sao? Biết bằng 6 thì không, không thì cái mảng vẫn là gì? Vẫn là 1 2 3 4 gì? 4 5. Bi đâu có số 6 đâu mà đưa về đâu. Người ta yêu cầu là ít nhập vào đường phím, ít có thể tồn tại trong mảng mà. Đưa phần tử ít về đầu mảng. Vậy thì phần tử ít không nằm trong mảng thì sao? Thì không đưa. Đúng không? Có tiền thì đi mua bánh, còn không có tiền thì sao? Nhịn. Chứ lại đang trộm. Không lẽ bây giờ bài toán này không số 6, em thêm số 6 vô là sẽ biết cái bài rồi đúng không? Tình nó nghĩ đến đang trộm luôn nội ơi. nó bằng cùng nó xin đạo tập luôn. Rồi ok chưa, đúng chưa? Vì vậy hôm nay ta vô giải quyết thôi. Thì diệt từ đầu mảng nó cuối mảng. Đó, cứ làm việc với mảng là phải diệt từ đầu mảng cuối mảng trước. Rồi thêm cái yêu cầu là in y bằng 0, y bé hơn gì n, y gì không còn. Vậy thì nếu như thì tham số này anh ta không cần vô và. Và anh ta cần phải có cái in gì? In init. Vì nếu như ta phát hiện x bằng với bất kỳ AI nào thì bước 1 là làm gì? Bước 1 xóa, đây là cách cụ chủ nhất, xóa cái phần tử tại cái vị trí gì? Vị trí thứ y, đúng không? AI bằng x, bước 1 làm này thì gọi là hàm xóa. Muốn xóa thằng nào thì cứ gọi là hàm xóa. Hàm xóa này tham số trường vào là a, cái mảng cần xóa, số lượng tử mảng và cái vị trí cần xóa.
muốn xóa phần tử AI thì truyền vào vị trí thứ Y của nó là nó xóa. Xong. Bước 2 làm gì? Bước 2 có phải là thêm nó lại về đầu mã không? Thêm cái phần tử vừa xóa về đâu? Đầu mã. Gọi là hàm thêm. Tham số trừ vào là A phải N. Cái phần tử hàm thêm là AI đúng không? Mà anh ta xóa nó mất bà rồi. Có phải hàm xóa chạy trước là xóa mất AI rồi chưa? Thì hàm thêm làm sao khi mày vậy? Trước khi xóa ta làm gì? Làm công việc gì? Có một cái biến in tạm gán AI sang. Rồi hỏi thêm là thêm gì? Thêm phần tạm vào cái vị trí gì? Số 0. Là thêm phần tử vừa xóa về đầu mảng chính là thêm vào vị trí gì? Thêm vào vị trí thứ gì? Thứ 0. Hiểu vấn đề chưa? Bởi vì không có biến tạm này người ta xóa mất bàn AI rồi. Thì hồi thêm lại thì thêm AI là sai. Bởi vì AI lúc này không còn là cái phần tử trước đó nữa, bây giờ bị xóa rồi đúng không? Vậy ta phải gán nó qua biến tạm. Thêm vào là xong. Mà chỗ này còn lưu ý điều gì? Phải có cái gì? Y gì? Y trừ trừ. Lỡ như hai thằng nằm kế nhau thì sao? Ví dụ như cái phần tử anh cần thêm là số 5 đúng không? Nó nằm tại vị trí số 4 đi. Anh có hai phần tử, hai số 5. Một số 5 nằm tại vị trí số 4, một số 5 nằm tại vị trí số 5. Anh vừa xóa một phần tử nằm tại vị trí số 4 xong đúng không? Thì phần tử số 5 nằm tại vị trí số 5 á, nó phải dịch về vị trí số 4 nằm không? Đây. Dễ xem thử. 1, 2, 3. Ví dụ anh kích số 3 đi đúng không? Rồi, 0, 1, 2, 3. Đúng chưa? Có phải là xóa không hồi này? Dù Y của anh bằng 2 nè. Đó là A2 của anh bằng với cái số 3. Anh xóa xong rồi thì mảng anh sao? Mảng anh phải còn lại là 1, 2 gì? 3. Cập nhật chỉ số lại là 0, 1, 2. Thì tiếp tục cái Y này tăng lên mấy? Y tăng lên 3. Y tăng lên 3. Thì vô tình có phải nó bỏ số 3 tại điểm này không? Đó, vì vậy nếu ta phát hiện cái công việc mà chúng ta vừa xóa xong là ta phải cho cái y trừ trừ về để nó sẽ kiểm tra lại cái vị trí vừa xóa đó. Lỡ như có phần tử chúng ta cần kiểm tra nó lùi về nằm đó, hiểu chưa? Vì vậy này phải có y trừ trừ về. Phải có. Nếu không lỗi. Sao? Tại sao lỗi? Tự suy nghĩ. Sao chứ? Đúng rồi, nó tăng lên lại. Ha. Mấy đứa hiểu không? Bởi vì khi nè, 1, 2, 3 đúng không? Bây giờ anh cho cái này số 4 đi. Rồi, đây là cái mới. Đó, cho này phát sinh vấn đề này. Nó khác cái bài kia. Cái này xóa là thêm lại 3, 3, 4. Chỉ số cập nhật lại là 0, 1. Nó hơi xấu, ta hiểu hơn nha. 3, 4. Rồi, chỗ này xóa đi phần tử này đúng không? Thì mảng còn lại là 1, 2, 3, 4. Đánh chỉ số lại 0, 1, 2, 3. Sau đó bước 2 ta làm gì? Thêm cái số 3 này về cái số 0 đúng không? Thì mảng còn lại có phải là 3, 1, 2, 3, 4. Cập nhật chỉ số lại 0, 1, 2, 3 và 4. Đúng không? Đúng không? Thì cái y chúng ta đúng không? Y của chỗ này có phải ban đầu y bằng 2 không? Đây. Xong sau đó y tăng lên bằng 3 là kiểm tra phần tử tiếp theo thì chính là chỗ này. Đâu có bị dịch đâu. Vì chúng ta vừa xóa ta thêm lên lại thì cái vị trí của nó vẫn nằm chỗ đó. Này nằm tại vị số 3 nè, thì sau khi xóa xong nó vẫn nằm tại vị số 3, đâu có dịch đi đâu đâu. Vì người ta không cần cái y trừ trừ. Hiểu chưa? Hình như vấn đề chưa? Còn từ khi xóa hẳn á, mới cần cái y trừ trừ. Đó, cái y trừ trừ này thì chúng ta cứ rồi vậy thì bỏ đi, không cần thiết. Ok, hiểu. Rồi ta chạy thử. Đuối về đầu mảng. Rồi gọi hàm đuối về đầu mảng. Rồi A phải N. Ta chỗ này ta sẽ nhập giá trị X. In X. Sau đó cell. Nhập giá trị X. Sin X. Rồi chỗ này chúng ta thêm vào một phần tử là X. Sau khi chạy xong ta xuất ra cái mảng. Sau khi đưa vào đầu mảng thử xem.
mảng sau khi xử lý. Mảng sau khi xử lý. Rồi, chạy thử. Ta nhập vào một cái trường hợp cụ thể của bài toán luôn. Cái này đi. 1 2 3 4 5. Mảng có 5 phần tử. 1 2 3 4 5. X ta nhập vào là số 5 luôn. Vì sức ra mảng có phải là 5 1 2 3 4 không? Rồi, lúc này có nhiều phần tử kề nhau xem. À, mảng có 6 phần tử. 1 2 3 5 5 6. Vì thì nhập cái X là 5. Thì đưa về 5 5 1 2 3 6. Đúng không? Có nào cũng bóc hết vậy, có nào bóc hết vậy. À, thì toán này có thể nó chưa hay nhưng mà nó ra được bài toán rồi, đi thi vậy là có điểm rồi. Đúng chưa? Rồi. Vậy Tình hiểu chỗ y trừ đúng không? Tất cả hiểu chỗ y trừ tại sao không có chưa? Bởi vì nó xóa xong, nó thêm lại thì cái phần tử nó vẫn nằm tại vị trí cũ đó. Đúng không? Và cái này chúng ta không cần tham chiếu bởi vì sao? Bởi vì xóa xong thêm lại thì cái n vẫn giữ nguyên mà. Rồi ok. Bài này kết thúc. Đơn giản.